Mày không kiếm củi đi. Lấy đâu củi? Củi đầy thiếu gì? Có khỉ. Làm nào? À mà thôi tí tao đi xin ít than. Vừa đi ỉa về chát đít. Chát cứ đi cho con rau kia vào đây để tao ướp nào. Siêu cây à? Siêu kê. Siêu kê á? Ừ. Ông dốc tắt vào đây. Dưới ạ. Bẩn. Mà mày nhặt ở ngoài kia người ta đã rửa chưa mà. Rửa rồi đấy. Rửa rồi những bà đi chợ về chưa rửa sao? Người ta bán rửa rồi. Ừ. Được. Ăn bật xuống lầu. Ăn cứt cho bất tử. Mày đã làm luôn đống người kia đi. Không. Ăn đi. Đấy là cứt bò. Cảm ơn đi bốc cứt cho mày ăn nhá. Em đi lọc thôi. Thôi. Để nguyên cho tao tí tao trống tao nướng. Ôi mày lấy tấm gì đấy? Kéo mới lại tao 6 tấm của mấy ông kia bốc mộ nhá. 6 tấm là cái gì? Mày đường sau mày già mày chết thì mày biết tao 6 tấm là cái gì? Em uống thuốc trường sinh bất tử rồi. Nhớ phải đi. Đấy thử đi em. Anh làm gì đấy? Làm trọng đi ngồi. Mày bên kia sang đây. Rồi. Con cá của em cho anh lại nướng thế đấy. Nhát mãi chả xong đấy. Thưởng thức ngon là phải đấy chứ. Đấy. Nó phải đàng hoàng, bình tĩnh nhở. Cứ tin không cây cú à? Thì nó rơi vãi thì nó còn đứt đường ở đấy. Đây. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Ăn uống nó phải đàng hoàng. Nó cũng phải ok. Vẫn cứ là khi cô. Vẫn cứ là ok. Cái gì quả nhé. Đấy. Rồi. Về đấy. Ây da. Để chạy câu cá tiếp. Đi câu cá đây. Kệ đó. Để đấy. Tí nữa mình thăm thôi. Tí thăm tí thôi. Nhảy nhật vãi trường. Hãy cái sóng xong. Đây. Đi. Cháu chín rồi đấy. Quên lật. Ui cháy rồi đây này. À. Nóng quá. Ôi. Ôi. Ôi lại rơi cái này hay rơi. Ôi giời. Cái chân gà kia chắc rơi rồi. Ôi lại rơi tiếp. Ôi cháy này. Ôi. Vàng đi. Nhát đã chữa. Ui lật cái này lại chịu. Ôi giời, còn thế. Ra đi. Bật quá. Ui vàng khỉ. Ui vàng khỉ. À. Ui anh ơi. Mình đã vãi trưởng rồi. Ui phê vãi trưởng. Ui. Mày thấy cái món anh của ai? Món nè. Đẳng cấp không? Đó cái này không. Cái này không phải úp chậu nữa. À. Ui. À. Ai. Nhau trên can. À. Ui. Bỏng vãi trường. Úp chậu vào cho nó nhanh chín này. Ui rồi lại rơi. Nhớ nhất thế nhỉ. Lại rơi rồi. Cái miếng này rơi đến 3 lần. Tí cho mày ăn miếng này. Ăn hết cái chín là ăn. Ui thơm đấy. Thơm vãi trưởng à. Rồi thì đây 5 phút nữa chín. Đi câu cá tiếp đi. Ui rồi. Mày kiếm đâu luôn rồi bà. Mày lấy cái lá khoai kia đi đây. Kia. Ui cháy hết rồi. Nhớ nhất vãi trưởng. Chạy em ăn tất cảnh cho anh ăn tất trơn. tươi. Đâu có quả chanh đúng đâu nhỉ? Ở đây. Đây. Đấy muối đâu. Đây. Nó đâu đổ muối à? Đấy. Con dao con đây. Đây. Ui cháy rồi. Một miếng. Hai miếng. Ba miếng. Anh làm gì đấy? Nó bẩn quá. Ui ngon đấy. Muối đâu anh? Đấy. Ui vàng đấy. Ui thôi. Vàng rượu. Ui rồi. Ui rồi. Ôi rồi. Ai à? Thơm vậy. Wow. Các bạn đã thấy phê chưa? Nào, mà đệ thấy phê không? Ừ. Wow. Vẫn còn nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn. Thôi. Ôi. Ôi anh ơi. Đã. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. À. Ừ. Thơm ấy. Cuộc sống nó cảm thấy nó lại bắt đầu thú vị rồi này, yêu đời phải không? Có ăn thì yêu đời ngay. Ngon nhỉ? Ngon vãi chưởng. Ngon nhỉ? Nghe? Ngon vãi chưởng nhỉ? Kẹo vãi chưởng. Ăn cánh thì nó ngon hơn chân nhỉ? Anh có thấy mày quay dính nước không? Không, thấy rung rung. Em thấy cả cây bên kia rung kìa. Không có gió mà vẫn rung. À, rất là ngon các bạn. Mày quay tí nữa, cẩn thận mà tự tát nha. Sợ này quay đều á. Cứ cái cảnh nào mà ngon ngon là mày quay lại bị tát. Kiến, này, tránh ăn. Nói là... À. Đặc biệt ngon. Là ta phải đi lượn đường xem nào, có ai đến chơi không? Làm gì ai cũng đến chơi. Mày tao mới không cho mình tao mua chân cánh mà không mua được. Hơi bẩn. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi cái miếng này rơi hơi bẩn tí. Bẩn nữa đấy. Bẩn đưa cho chó á. Anh không vứt chó xong mày ăn mất phần chó gì? Anh không vứt miếng nào ra cho chó à? Hả? Chó thì chỉ ăn xương thôi. Đâu nhỉ? Đây, có xương. Đấy. Chó nhà, chó ăn cái miếng ngon ngọt thì. Đó. Nó xong mà ăn nuôi. Ngon. Rất tuyệt vời luôn. Ngon quá quên cả bia. Mời các bạn nào. Quá là ngon luôn. Có xương cứ cho chó nhé. Yêu. Chó chúng ta có tên mà. Chó ăn cái gì? Hả? Chó chúng ta tên Tây nó có dịch. Michelin. Đó. Cái gì? Ngon thật. Ngon quá. Thơm nhỉ. Ăn nhanh không nó sổng xích. Ngon biết chưa. Ngon quá. Có ngon các bạn. Cực thật. Chín đến xương luôn. 100%. Món này hôm nay em thấy tuyệt vời nhất. Mày thì hôm nào món nào mày cảm thấy tuyệt vời. Cái món chó không thèm ăn mày còn tuyệt vời nữa. Lấy cửa. Anh không cho ăn bò nữa à? Bò ăn cỏ nữa à? Ui, nó này cháy. Ui, cho chó. Con là công nhanh đấy chưa? Tao lại mày luôn nữa. Cá mồm mày nhắm vào cả mồm. Tao với mày chắc phải thêm. Đây, tao với mày chắc phải thêm vài cân nữa chứ thế này không đủ. Ờ. Mình lại còn thương thỉnh thoảng nhắm nó chó này chứ. Nên là tự dưng màn hình nó nháy ác quá. Cứ thấy cắt vắt mất hút đấy. Đói. Có tiếng chả có miếng. Đúng rồi. À. Hoàng này. Đấy. Đặc biệt hoàng này. Hai rồi sôi. Cái ngậm nướng bột kia. Hay là kia ướp bột này, không ạ? Ướp thường này. Tí mắm muối ớt hạt tế vào ngon hơn nhiều. À. À, có hai cái này đấy. Hả? Hai này câu cá này nướng tiếp này không đủ rồi. Không câu không? Không. Bây giờ mày không thấy vừa luôn nãy lúc bà kia bà đi quả này làm mình mất bao nhiêu chân gà đấy. Không phải trộm cá ở ao ai bắt được thì người lấy. Anh trộm lấy đi, anh vớt đi. Mày vớt đi. Không, nó để sâu rồi. Ừ. Sâu gì ngay kìa. Mày đem con lên đây. Không mới được. Không mới đâu. Để tôi vọng đấy mà. Tầm với rồi à? Đấy. Thế đây anh nướng không?